hôm nay là ngày giỗ tổ ở sân khấu Trương Hùng Minh, tức là anh Minh Nhí Lý Lắc. Anh Minh Nhí ảnh nhỏ quá, anh mướn anh Hoàng Mập làm vệ sĩ. Các bạn ơi, ngoài chức, các bạn ơi, ngoài trời thì đang mưa mà chúng tôi đây ấm áp lắm. Ở đây nha, ăn uống vui vẻ nha, miễn phí nha, chứ không có đi quảng cáo gì hết nha. Tôi hỏi Hoàng Mập sao giờ này giống thầy quá vậy, đeo chuỗi hạt lặng lặng mà nè, đeo chuỗi ngọc. Thầy mà mang dài cũng ngộ lắm. Thầy cách tân. Em đeo ngọc đó. Nghe chứ phải đá. Ngọc, ngọc. Này là thầy gì mà sao ngọc tay dẻo lắm tư. Thầy phải có bó cho mình. Rồi giờ làm vệ sĩ Minh Nhí cái gì vậy? Không, làm tiếp khách và đón khách. Mời khách ăn, khách không ăn, khách về là tôi bị la. Phải ăn không à, cho tôi hộp xôi nha. Lấy đi, lấy đi, lấy đi. Lấy hộp. Không phải, mình ăn, mình lấy ra, lấy đi. Ăn em mình đó. Thôi tôi về nha. Tôi chưa thấy ai mà lấy mà quay hình làm chứng nhận cảnh hết trơn á. Người ta lấy lén lén coi về, người ta lấy nó đưa lên. Lấy hộp thôi nghe. Về người ta xin đàng hoàng chứ có ăn cắp đâu. Đó mọi người thấy tội nghiệp Hoàng Mập lắm. Ở nhà không có đồ ăn, vô đây với bộ làm ba cái chức ăn đồ ta. Đi về đây. Này đâu dám chửi. 3 ngày tĩnh tâm là ngày nay, ngày qua và ngày mai. Không chửi, không bới, không gì hết. Mặt vẫn vui vẻ, hỷ xả. Ngày nay chửi tổ quật liền. Mô Phật.